Cho phép GoFood lại gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Nếu mà cô chú anh chị khoảng trên một tháng này, có nghĩa là trước Tết đó, sẽ có biết về hai cái trường hợp. Đó là thứ nhất là của chị Tuyến bị ung thư cổ tử cung, có người con trai 14-15 tuổi. Rồi song song đó thì trong cái thời gian đó luôn, mình có chia sẻ về trường hợp của chị Lan là bị ung thư vú, cũng có người con trai là 14-15 tuổi. Thì hai trường hợp này khi mà mình đăng lên thì được rất là nhiều người quan tâm về tình hình sức khỏe của hai chị, đặc biệt là những cái chị em phụ nữ, những cô dì đồng cảm với lại hai trường hợp này. Và Mạnh Thường Quân thì cũng có giúp đỡ, hỗ trợ song song đến với hai trường hợp này. Và rất là nhiều người gọi điện cho GoFood để mà hỏi về hai chị, đó là chị Tuyến và lại chị Lan. Thì hôm nay đó là mình đang có mặt ở chỗ trọ của hai mẹ con của chị Lan, để mà mình gửi cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi trước Tết đến cho chị Lan. Thì hôm nay mình sẽ trao nốt cái khoản tiền còn lại và hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị, cái hướng điều trị của chị về cái căn bệnh ung thư vú. Nhưng mà trước khi mà thăm hai mẹ con chị Lan thì mình xin phép là mình thông báo cho mọi người cái tin buồn. Đó là chị Tuyến mất là khoảng chính xác hơn là ngày 30 Tết đó mọi người. Thì chị Bình chỉ có nhắn tin cho GoFood nói là chị Tuyến mất ngày 30 Tết. Về nhân thân và cũng như là cái hướng giải quyết về chị Tuyến như thế nào thì mình cũng nói luôn. Thì khi sáng này mình có gọi điện đến cho chị Bình, thì chị Bình nói là ngày 30 thì chị Tuyến mất trong bệnh viện. Thì sau đó thì mấy chị em cũng nói chung là cũng giúp hết mình cho chị Tuyến, đó là đi thiêu chị Tuyến, rồi gửi chị Tuyến, hiện tại là gửi chị Tuyến ở trong nhà thờ, đợi liên hệ với lại người nhà để mà đưa chị Tuyến về quê ở ngoài Quảng Ngãi. Còn con trai của chị Tuyến thì mình chưa hỏi, và cũng như là đến thời điểm này mình cũng chưa gặp là con trai của chị Tuyến, rồi xem cái tương lai của bạn đó như thế nào. Thì cái đó thì để một cái clip sau thì mình sẽ gửi đến cho mọi người. Thì bây giờ thì mình vào trong để mình thăm lại hai mẹ con của chị Lan trước đi nha mọi người. Bữa nay sức khỏe làm sao chị? Chị nhập viện rồi, bữa thứ sáu rồi, hôm kia anh bảy tay. Dạ, chị mở cái đèn lên giùm em. Ngày mai là đi qua bệnh viện nữa. Tại vì hôm qua thứ bảy cái mic cho chị. Chị nhập viện bữa 27 tây, bữa thứ sáu á. Rồi ngày hôm qua thứ bảy bác sĩ cho về dặn thứ hai, mà ngày bữa thứ sáu thì ông trưởng khoa ông kêu vô hội chẩn rồi. Ông nói bây giờ là dạch cái vết này ra nè, ông nói là bây giờ là mổ bỏ cái này nè, rồi lấy miếng thịt á mai lại vô cái này, chứ cái này nó giờ nó không có lành đâu. Ủa cái tay chị bị gì vậy? Là thử máu á, thử máu nó cái mạch của chị bây giờ nó bể hết rồi. Vô mỗi lần thử máu với vô tĩnh mạch khó lắm, nó phải bầm vậy nè. Có nghĩa là bây giờ qua năm mới nè, có nghĩa là chị xuống dưới bệnh viện cơ sở 2. Thì ở dưới là bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là cái hướng điều trị cho chị là cái nào? Bây giờ gì nè, bây giờ là bác sĩ kêu vô hội chẩn nói rõ luôn cái bệnh của chị luôn. Bây giờ là chị không có vô thuốc bảo hiểm nữa, nó không có đáp ứng được rồi. Bây giờ là ông hỏi chị thì ông có xem cái clip của em á. Chị nói á, ông xem cái clip, ông nói thôi bây giờ cô có được mấy chục triệu đó, thì bây giờ cô cứ vô cái thuốc sinh học đi. Chứ bây giờ là bây giờ nó khả năng là nó di căn nữa. Cái thuốc bảo hiểm nó không đáp ứng, nó sẽ di căn tùm lum hết. Bây giờ có nhiều làm nhiều đi. Chứ bây giờ mà cô cứ vô thuốc bảo hiểm này là cô chết. Cái bệnh của chị là ở giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn 3 rồi. Sắp qua giai đoạn 4 rồi. Sẵn mình nói luôn về cái bệnh với lại cái vết thương ở trên người của chị nha. Thì cũng biết là chị bị bao lâu, mà chị nói là bị ở giai đoạn 3. Những cái lần mà mình đến thăm chị á, thì chị cũng có cho mình xem coi cái vết thương, là cái phần bên hình như là bên ngực trái của chị là phẫu thuật rồi khi mà phát hiện bệnh, còn bây giờ bên ngực phải á thì nó bị lở rồi, nó bị
tương mũ, xì mũ rất là nhiều đó. À, lần đầu tiên mình đến thăm đó, thì chị không có sức khỏe, không có được như vậy đâu đó. Thì Mạnh Thường Quân có gửi ít tiền rồi đi uống thuốc khoảng chừng tháng 2 tháng nay đó, thì gọi là đã đỡ nhưng mà nhiều. Cần phải có cái hướng xử lý và cũng như là điều trị tiếp. Thì bây giờ là ngày mai á, là bác sĩ kêu chị đóng 10 mấy triệu đó, là chị còn tiền chị mừng quá trời luôn. Là bác sĩ nói bây giờ cô có bao nhiêu, bây giờ cô cứ làm tới đâu hay tới đó đi. Chứ bây giờ á, là nếu mà cô không vô cái thuốc sinh học này á, là cái khả năng á, nó di căn tùm lum hết, nó sẽ qua phổi, qua gan. Chính xác là 10 mấy triệu. Cái hướng điều trị á, là chưa biết, ngày mai chị đóng rồi mới có cái biên lai. Thì bác sĩ nói là bây giờ, bác sĩ hỏi chị mới nói là ông nói ông xem cái clip của em rồi, chị mới nói là bây giờ chị được bao nhiêu số tiền đó đó. Ông nói thôi bây giờ phước chủ mai thầy đi, cô có nhiều cô làm tới đi. Chứ bây giờ cô vô cái thuốc bảo hiểm á, nó không có đáp ứng được đâu, mà nó sẽ di căn tùm lum hết trơn. Có nghĩa là sử dụng thuốc ngoài, thuốc tốn tiền, thuốc không tốn có tiền nằm trong danh mục bảo hiểm. Đúng rồi. Chứ bây giờ cái thuốc, cái tên thuốc nè, ông ghi ra luôn nè mà chị không biết đọc tiếng Anh. Ông ghi nè, ông nhưng nói... mà 10 mấy triệu này với lại vô cái thuốc ngoài này đó thì... Nè, ông nói cái tên này nè, cái tên thuốc này nè. Bao lâu á? Cái tên thuốc tiếng Anh đó chị không biết đọc. Có nghĩa là 10 mấy triệu này là chị sẽ điều trị được bao lâu thời gian? Cũng như là mỗi một lần, nếu mà cái phác đồ điều trị á, chị hết năm nay luôn á, là nó phải 180 triệu. Còn bây giờ mình không có, mình đóng từ từ, cũng như mỗi một lần mình vô thuốc mình đóng 10 mấy triệu á, là một tháng là phải một tháng 10 mấy triệu á. Đó đó, này là thuốc uống hả? Không, cái thuốc để vô cái tĩnh mạch nè, mua cái ống này nè là tiêm vô cơ thể mình á, là cái tên tiếng Anh là chị không biết đọc đó, ông nói đó đó, cái tên đó đó đó, cái tên đó đó, đó cái tên thuốc đó đó, đó. Ông nói thôi giờ cô có nhiều cô làm đi, chứ giờ vô thuốc bảo hiểm mất công lắm, thà đừng vô. Thôi giờ có mấy chục triệu đó cứ làm đi. Chị nói hồi gì kìa, ông hỏi vậy nè, giờ cô muốn sống hay cô muốn chết? Nói trời, muốn sống mà, muốn sống thì giờ cô có cô cứ mua đi, tới đâu hay tới đó đi. Chứ giờ cô vô bảo hiểm mà nó nhảy tùm lum, còn cái chết là... Có nghĩa là ông nói là bây giờ chị sử dụng bảo hiểm thì nó rẻ tiền nhưng mà nó không có hiệu quả. Nó không có hiệu quả, nó không có đáp ứng với cái cơ địa chị. Ông nói buộc phải vô cái thuốc sinh học này. Ông nói là cái vết thương này không bao giờ lành đâu. Bây giờ mổ bỏ mới lấy cái miếng thịt của cái vú bỏ này nè, đắp lại, ổng mai lại cho chị luôn. Chứ còn nó lỡ hoài luôn, nó không có lành đâu. Bữa nay nó lỡ thấy ghê lắm. Nay chị dạch ra chắc em ói luôn quá. Ông nói luôn, ông nói là cô đừng trông mong nó lành, giờ lắc cái này ra, lấy miếng da đắp mai lại cho cô. Chứ còn nó không lành đâu, nó lỡ hoài. Nó càng ngày nó càng lỡ nữa. Lỡ nó chảy nước không à. Đó. Ngày mai chị đóng là kỳ đầu. Đúng rồi, bữa hổm thì chị tạm ứng 2 triệu rồi. Ngày mai chị đóng là tầm khoảng chắc 14, 15 triệu đổ lại đó. Dạ chị. Tại vì dạ. 180 mà 12 tháng, chắc khoảng 13, 14 triệu tiền thì... những cái phát sinh thêm. Thì kể giờ, ông nói cứ có được mấy chục, cứ làm tới đi, tới đâu hay tới đó đi. Chứ vô làm chi rồi, giờ nó nhảy tùm lum hết. Thà khỏi vô, không có tiền khỏi vô luôn. Chứ còn giờ có được mấy chục cô cứ làm đi. Nói dạ thôi để em nghe lời bác sĩ. Bữa nay đó nhờ. Giờ là chị đang mừng hay đang lo? Mừng, mừng mà lo, tại vì biết sao không? Tại vì nè, ổng nói là khỏe hơn được hôm em gặp chị. Hôm gặp chị bò không à. Ừ, đúng rồi. Bữa nay chị uống thuốc đồ này nọ đó. Đó, nè bữa hổm nè, mua thuốc này 3 triệu 6 nè. Mua thuốc này 3 triệu 6 nè. Nè uống gì? Uống à. Cái này nó mạnh ghê em. Uống này cái sức đề kháng trong người nó khỏe quá trời luôn. Nè bác sĩ cho chị đưa to cho mình đi mua nè. 3 triệu 6 ngày uống mỗi thứ bịch. Thuốc này là thuốc khỏe, còn cái thuốc mà để mà xử lý cái ung thư là sắp tới đó, đó nha. Nhưng mà ổng dặn uống hết này thôi, khỏi uống nữa cũng được. Rồi mình điều trị cái này đi. Đó. Mà hồi nhà uống cái này mà khỏe hết sức luôn, nó không có mệt. Như chị bị hở van tim nó, đi đo điện tim giờ chị hở van tim, ngày chị phải uống nửa viên thuốc tim nữa. Cho chú xin hỏi chút xíu nha. Dạ. Ừ. Khi nào đi học lại con? Dạ ngày mai ạ. Ngày mai hả? Dạ. Ừ. Mẹ con về cái bệnh tình á thì ngoài cái việc học ra thì con có phụ được mẹ gì không?
Dạ, nếu mà con ở nhà con rảnh á, thì con phụ mẹ nấu cơm, rồi rửa chén, rồi quét nhà, ấy, dọn làm những cái công việc nhẹ trong nhà. Nấu cơm thôi chứ không có biết nấu đồ ăn đúng không? Dạ, con chỉ biết nấu cơm. Con học là con học một buổi hay là học hai buổi? Dạ, con học buổi sáng rồi con đi về, rồi tới chiều con đi nữa. Cái học phí của con đó thì như thế nào, con nói cho chú nghe được không? Dạ, hồi đầu năm thì học phí của con á, nhà trường nó thông báo về, rồi xong rồi cái trong lớp thầy thấy hoàn cảnh của con, rồi thầy nói lên nhà trường á, rồi nhà trường kêu là làm một cái giấy chứng nhận hoàn cảnh nghèo gửi lên nhà trường để trả học phí. Sau đó con với mẹ con làm, rồi xong rồi gửi lên nhà trường. Xong rồi một khoảng thời gian sau thì có một phụ huynh ở trong lớp con á, là phụ huynh bạn của trong lớp con thấy hoàn cảnh của con vậy, cái quyết định là đóng hết học phí cho con. Rồi năm nay là con học lớp mấy? Dạ, năm nay con lớp 9. Lớp 9 thì chắc là cần phải học thêm những cái môn để mình mốt mình thi để mà lên chuyển cấp nữa đúng không? Dạ. Thì cái đó thì cái người phụ huynh đó họ không có đóng cho con được. Dạ không, nhưng mà con đi học thêm thì thầy không có lấy tiền con. À, nói chung là bây giờ Dạ. là con dành thời gian con học hành hết nhưng mà không có tốn tiền gì hết, chỉ Dạ. ở nhà phụ mẹ công việc rồi đi học vậy thôi ha, Dạ. thì cũng được. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi thì cố gắng thì con động viên tinh thần cho mẹ ha, Dạ. rồi cho mẹ vui, rồi thêm nữa là gắng học hành giỏi để mẹ là mẹ mẹ hết bệnh ha. Dạ. Ừ, như vậy thôi, giờ không có làm phiền con nữa nha, con lên trên gác con có làm gì làm hay là học hành gì đi ha. Dạ. Ừ. Con chào chú. À. Lên đi, cứ lên đi. Tiền tiền nhà này hàng tháng bao nhiêu chị Lan? À, tiền nhà tháng 1,2 triệu. Triệu hai. Cái tiền nhà đó là trước kia mà em chưa gặp chị, đó là tiền nhà đó chị xoay sở như thế nào? Trước trước khi gặp em thì chị hay đóng thiếu lắm. Thí dụ như đóng gói đầu á, ví dụ như đóng tháng này thiếu lần tháng vậy đó. Nhưng mà cái tiền đó là ở đâu chị có để mà chị đóng á? À, người này người kia cho 100, 200 cái chị để dành á, cho vài trăm cái chị gom để dành. Với bên nhà thờ á, cho bé Long được 1 triệu, mỗi tháng cho 1 triệu á, cái chị nhín ra ăn, còn nhiều cái đắp vô đóng tiền Hiện nhà. giờ là cũng còn cho. Còn cho tới hình như hết năm nay, cứ 1 tháng 1 triệu, 1 tháng 1 triệu. Cũng đỡ phần đó ha. Nói chung á, là hiện tại bây giờ á, thì có thể là mình nói là chị Lan chỉ có thể là cầm cự được, nếu mà cao lắm là tầm khoảng cho khoảng nửa năm đi nghe chị, cầm cự là cầm cự cái khoản tiền á. Còn sau nửa năm thì cô không biết như thế nào, tại mỗi tháng là trên 10 triệu. Thì giờ bác sĩ nói mình cứ có tới đâu làm tới đó đi, chứ giờ còn không thì nếu không có tiền thì đừng nên vô bảo hiểm nữa, bỏ luôn. Còn giờ có được mấy chục đó thì cứ cứ làm đi, tới đâu hay tới đó, duy trì sự sống mình vậy đó. Hôm nay đó là em đến em thăm lại chị, với lại là Mạnh Thường Quân á, có gửi cho chị cái khoản tiền mà trước Tết. Hôm nay là em lên trở lại Sài Gòn thì em gửi cái khoản tiền này đến cho chị nha. Cái khoản tiền này chắc là em nghĩ là vừa đủ để mà chị ngày mai chị đi vô trong ông bú chị đóng luôn. Thứ nhất là của chị Tiết Nguyễn ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2 triệu 350. Thứ hai là chị Linh ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là cũng là 2 triệu 350. Thứ ba là chị Dung ở Tân Bình là 5 triệu. Và cuối cùng thứ tư là chị Hạnh Quỳnh ở Mỹ là 4 triệu, thì tổng cộng là 13 triệu 700. Ở đây là hồi nãy như mình cũng có nói, mọi người chắc là cùng phụ nữ với nhau á, nên là đồng cảm cái khó khăn, cái bệnh tình. Đó, nên là bốn Mạnh Thường Quân này là ba người là ở Mỹ, một người là ở Sài Gòn, và ba người này là ở phụ nữ. Đó, 13 triệu 700 ha. Em gửi cho chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 triệu 700 nha. Vậy thôi, giờ chị đầu năm á, chị cũng cảm ơn xin rất là nhiều, và trước nhất là chị cảm ơn những chị
phụ nữ đồng cảm với chị này, những mạnh thường quân giúp chị ạ. Chị cảm ơn rất là nhiều. Chị dùng số tiền này để ngày mai này chị động tiền, chị vô thuốc sinh học, kéo dài được sự sống lúc nào hay lúc đó. Chị cảm ơn rất là nhiều, chị cảm ơn những mạnh thường quân giúp chị. Chị chúc họ nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Vậy là em cũng chúc chị được nhiều may mắn nha, nhiều sức khỏe nha. Chị cảm ơn xin rất là nhiều quá xin. Trước khi kết thúc cái video ở đây đó, mình cảm ơn tới mọi người đã quan tâm tới hai chị, đó là chị Tuyến và lại chị Lan đây. Cảm ơn đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và trong công việc. Xin phép một lần nữa mình sẽ nhờ chị Lan để cho mọi người xem về cái vết thương hiện tại, để mà có thể là mọi người có thể là động viên tinh thần đến cho chị Lan ha chị. Chị mở ra cho em với mọi người coi cái vết thương hiện tại bây giờ như thế nào. Chị phải lót giấy nè cho nó đừng có thúi, em đừng thuốc à. Bây giờ đau quá. Bữa nay lỡ nhiều quá ha. Tại vì bây giờ là cái thuốc đó nó không thể nào đáp ứng. Bác sĩ nói là chị che lại đi. Bác sĩ nói là ngày mai á là chị đóng tiền á, có thể là vô thuốc đó xong rồi lắc cái vú này bỏ, mới lấy cái thịt của cái vú này nè đắp lên cái miếng này giá lại, chứ bây giờ cái này nó không lành đâu. Nó nếu mà không làm liền á, nó sẽ lỡ banh cái vú hết luôn. Mà nó chảy mũ dữ lắm, thuốc quá à. Thôi chị nghỉ ngơi nha, rồi có gì thì em sẽ gặp lại chị sau ha. Tụi mình xin phép tụi mình kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.